Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel tô vẽ tranh ở trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu và hoàn thành ra bức tranh. Đó chính là một chú ốc có đôi mắt lồi ra ngoài. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu cho bức tranh này của mình nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ tô màu đỏ cho phần chú ốc này nha. Còn những chấm trên lưng thì mình sẽ tô màu xanh. Mình sẽ tô màu đỏ cho phần chỗ này nha. Đây là phần hai cái râu của mắt. Tiếp đến phần thân mình sẽ tô màu đỏ. Đã quay có mặt rồi à? Thì nội dung vẫn là ba cái thể loại này, còn lâu lắm chưa quay có mặt. Mình sẽ sử dụng đến màu xanh để cho phần cành và phần lá rất là đẹp. Ôi ngủ quá à. Lúc một cũng thấy buồn ngủ nè. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái màu vàng để tô phần hoa mai nha. Phần đôi mắt mình sẽ tô màu vàng nha các bạn. Mình tô màu vàng cho phần đôi mắt.
Tiếp theo phần bên dưới thì mình sẽ tô lấy màu xanh dương nha. Và video mình hướng dẫn cho các bạn cách tô màu hình ảnh bức tranh về một chú ốc lồi mắt lồi đã được mình hoàn thành xong bằng cái bộ chì màu của mình. Và đây là hoàn thành bức tranh sau khi đã được mình hoàn thành. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tô màu tiếp theo nhé. Và nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách ấn like, share cùng với subscribe để có thể theo dõi thêm nhiều video tô màu nữa mình sẽ đăng tải trên kênh nhé. Bye bye mọi người.